hấp với Pepsi nha. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị rồi là hai cái bắp chuối, một trái bắp, một củ cà rốt. Cái này là đậu nành á, nhưng mà nó vẫn còn tươi nha. Một chai Pepsi và nguyên một con gà. Một ít muối, một ít hạt nêm và một ít bột ngọt để mình ướp gà nha. Để cho thêm một miếng tiêu để cho nó thơm. Chuẩn bị ướp gà nha. Mình sẽ cho lòng gà, gan bỏ vô bộ lòng luôn, cho thêm tỏi vô, cho hết tỏi luôn nha. Nhét vô phần trong của con gà luôn nha. Hết tất cả nguyên liệu vô để mình hầm gà nha.
giờ mình sẽ chế Pepsi vô hầm nha. Trong khi chờ đợi cho gà hầm á chín á, mình sẽ đi đâm muối đi, tí mình ăn gà nha. Muối hấp dẫn quá các bạn ơi. Bây giờ gà đã chín rồi các bạn ơi, thơm quá. Thơm quá các bạn ơi, mình thèm quá. Mình mời các bạn cùng dùng với mình nha. Ngon quá các bạn ơi.
thử miếng bắp chuối nha. Ngon quá các bạn. Ngọt quá các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử đậu luôn nha. Rất là béo. Mình sẽ ăn thêm một cái đùi nữa nha. Wow, thịt không à các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.